Sư có nói rằng ngày hôm nay là một cái niềm vinh dự trong cái cơ hội mà đại sư có thể ghé đến chùa Linh Sơn và ban cho chúng ta một cái thời của Phật pháp, và trước hết cho đến tất cả các đạo hữu ở tại đây, đại sư có lời chào mừng và hoan hỷ chúc mừng tất cả quý vị cùng đại biểu. So we are all same human beings,
and we follow the same dharma, and but different languages, but we are all same human beings. Và đại sư cũng có đôi lời nói chia sẻ với quý vị là chúng ta đều là những chúng sinh hữu tình, và đã là những chúng sinh hữu tình thì chúng ta cũng giống như nhau, và chúng ta chia sẻ đạo pháp, chia sẻ Phật pháp. Tuy chúng ta không đồng ngôn ngữ nhưng chúng ta cũng đều đi trên con đường chia sẻ Phật pháp giống như nhau. So we take human birth and then we follow the Buddha Shakyamuni's teaching, and then this is really something to, this is the opportunity that to be cherished. This is a very precious opportunity. Và như vậy chúng ta thọ được cái thân người rất là hiếm có mà có thể thọ được ngày hôm nay, và chúng ta lại còn có một cơ duyên rất là tốt, một thiện duyên rất là tốt để chúng ta có thể biết được Phật pháp và đi theo con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, con đường đạo pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng cách đây 2500 năm. Trong một cơ hội mà hiếm có như vậy, chúng ta nên phát khởi cái lòng hoan hỷ và trân quý cái cơ hội mà chúng ta thọ được thân người và gặp được Phật pháp này. Bác sáng dây kia nó bị chơi kì khô lô mong bó chì gò xà về náu nè. Nó chơi gò thẳng bộ, nó bán là sẽ được xung xà về kì. Anh đẹp bác sĩ gò lá, anh đẹp nè kì. Anh đẹp chơi kì tư xì xùi nè. So, Buddha has turned many wheel of dharma. So among the dharma, this one, which is called Four Noble Truths. So today I'm going to explain, give a brief explanation on Four Noble Truths. Và như vậy đại sư cũng có thuyết cho chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài đản sanh ở trong cõi Ta Bà này, ngài đã ba lần chuyển pháp luân ở tại ba nơi ở tại nước Ấn Độ. Ở trong ba lần chuyển pháp luân đó thì cái lần chuyển pháp luân đầu tiên ở vân tập tất cả chư tăng đại chúng, thì ngài đã thuyết giảng về tứ diệu đế. Và ngày hôm nay đại sư sẽ thuyết giảng chúng ta ngắn gọn về đề tài của tứ diệu đế. So Buddha Shakyamuni when gave Four Noble Truths, he collaborates on the three titles. One is the truth of suffering, and second one is truth of the origin of suffering, and the third one is the truth of cessation, and then the fourth one is truth of its path. Vâng, như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trong cái lần chuyển pháp luân thứ nhất thuyết giảng về cái giáo lý đầu tiên là tứ diệu đế. Tứ diệu đế bao gồm có thứ nhất, đế thứ nhất là khổ đế, đế thứ hai là tập đế, tức là nguyên nhân của sự khổ, đế thứ ba là diệt đế, có nghĩa là có cái phương pháp tu để diệt trừ tất cả những khổ đau đó, và cái thứ tư là đạo đế, có nghĩa là con đường đạo mà mình phải hành trì để có thể thoát khổ. Đệ
So if we condense these four noble truths, then this can be condensed in two categories. One is the causes and effect that bring us to take birth in the samsaric existence, and the second one is the causes and effect that help us to liberate from this samsaric existence. Và như vậy, nếu mà chúng ta hiểu và nghe thuyết giảng về tứ diệu đế thì chúng ta có thể tóm gọn tứ diệu đế vào trong hai cái phần. Phần thứ nhất, nó nói về nhân quả mà chúng ta phải tái sanh vào trong cái cõi người này để chúng ta có thể biết được Phật pháp. Và thứ hai là cái nhân quả để chúng ta hành trì theo con đường tu của đạo pháp của Đức Phật để có thể giải thoát, đạt được giác ngộ, tiêu trừ khổ đau của cõi luân hồi. Thưa ngài, tôi thông qua bài thầy đã phát du, đúng nghe được việc mà đấy. Đúng nghe được việc mấy bài này nhá, đúng nghe mà phát sinh mà thắng. Anh đúng nghe mà phát sinh về thọ này, anh đúng nghe cái chữ gì, anh ấy nhà này anh ấy biết được gì đó. Thế chỗ bây giờ mà tôi học là học, anh thầy đã cái cái này, nhau đó, nhận xong rồi. So we all doesn't need to experience unpleasant to experience suffering in this world, but we cannot recognize the causes that bring us to take birth in the lower realms or samsaric existence. So therefore, we need to understand the causes that bring us to take birth in this samsaric existence. Và như vậy, đối với lại chúng ta là một chúng sinh hữu tình và chúng ta có những tình cảm thì chúng ta đều giống nhau một điều là chúng ta không một chúng sinh hữu tình nào muốn bị khổ đau. Chúng ta đều giống nhau trên phương diện đó. Ở trên cái thế gian này không có một loài nào, kể cả những loài côn trùng mong muốn bị khổ đau hết. Nhưng có một điều là chúng ta si mê và chúng ta không nhận biết được những cái nhân nào để làm cho chúng ta phải bị tái sinh vào trong những cái nẻo ác hoặc là tái sinh vào trong quả luân hồi này. Chúng ta muốn tiêu trừ khổ đau thì chúng ta phải nhận biết và hiểu rõ những cái nhân nào mà làm cho chúng ta phải tái sinh vào trong quả luân hồi và chịu cái khổ đau của luân hồi. So therefore, Buddha Shakyamuni advised us that we should understand suffering as a suffering. So once if we understand suffering as a suffering, then it gave a generation of or the aspiration to free from suffering. Và như thế Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng cho chúng ta và khuyến cáo chúng ta là cần phải hiểu rõ cái khổ. Khổ thì nó có nhiều loại khổ, nhưng mà cái khổ đầu tiên ấy nó gọi là khổ. Có nghĩa là khổ đau đến đơn thuần từ những cái sự đau đớn mà chúng ta phải chịu trên thân thể chúng ta hay tâm thần của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được khổ là cái gì thì chúng ta mới phát nguyện và mong muốn, ước muốn được thoát ra khỏi cái khổ đó. Đúng là bây giờ đúng là kia phong tuyết kia hồn tuyết ta đúng là cái dưới như bà đúng là cái khăn nè hồn tuyết đúng là cái dưới khả lý nó sẽ chết chết thì sẽ chết 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 chết. So therefore we need to find out what is the cause or what is the basis
or what is the root that gave us all this kind of suffering. So once the root is recognized, or once the root is understood, then the aspiration to, or to wish to free from suffering, or the wish to abandon the root of suffering will aspire. Và như vậy, điều quan trọng ở đây là khi chúng ta nhận biết được cái đế đầu tiên, tức là tứ duyên đế, thì cái đế đầu tiên, cái căn bản đầu tiên hết là rồi là đế khổ. Và cái khổ đó mà chúng ta nhận biết được, chúng ta sẽ phát một cái ý tưởng hay là một ý nguyện là bây giờ chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân nào mà gây cho chúng ta phải lăn lộn vào trong khổ đau của cõi luân hồi. Cái gốc rễ, cái nền tảng của khổ đau đó nó đến từ đâu? Và tất cả những khổ đau đó nó là do cái gì mà nó gây ra chúng ta phải chịu đựng. Một khi chúng ta nhận biết được gốc rễ của cái sự khổ đau đó, cái nền tảng khổ đau đó, thì chúng ta sẽ có phát một cái ước nguyện là chúng ta có thể thoát được khổ. Và con đường thoát khổ đó là cái con đường mà chúng ta phải từ bỏ tất cả những cái gốc rễ, tất cả những cái nền tảng mà nó mang lại chúng ta những khổ đau ở trong cái cõi luân hồi này. So, because of the origin of suffering, comes the truth of suffering. Và như vậy, chính vì cái tiến trình đi tìm hiểu là đời là bể khổ, và chúng ta đến cái đế thứ hai là tập đế, tức là đi tìm cái nguyên nhân, cái gốc rễ, cái nguồn gốc của cái sự khổ đau đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể phát nguyện và tìm tòi con đường để giải thoát ra khỏi cái sự khổ đau. So we all doesn't wish to experience suffering, experience unpleasant experiences. So if we wish that, then we need to recognize the causes or the origin of the suffering. Then we need to recognize that once the origin of the suffering is eliminated, then we don't have to experience suffering any further. Và như vậy, ở trong cái căn bản chúng ta là chúng sinh hữu tình, chúng ta không hề muốn phải chịu đựng khổ đau. Và vì chúng ta không muốn chịu khổ đau và chúng ta biết rằng đời là về khổ, đó là cái đế thứ nhất, thì chúng ta mới đi tìm cách nhận diện ra tất cả những nguyên nhân của khổ đau, nhận diện ra tất cả những cái nguồn gốc, tất cả những gốc rễ của khổ đau đó. Sau đó chúng ta đi theo cái đế thứ hai của tứ diệu đế, đó là tập đế. Tập có nghĩa là những cái nguyên nhân của khổ chúng ta phải tìm hiểu. Vì khi ta tìm hiểu được nó rồi thì chúng ta có cơ hội để tìm cách diệt trừ cái khổ đau đó. Và như vậy, sau khi diệt trừ được khổ đau thì chúng ta sẽ chấm dứt khổ đau. So we need to recognize the suffering, suffering as the suffering. So the suffering are of three categories. One is the suffering of change, and the second, the suffering of suffering, and the second one is suffering of change, and the third one is all pervasive suffering. Good. Và như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng là trên con đường đi tìm hiểu những cái nguyên nhân để thoát khổ, thì chúng ta phải có khả năng nhận diện được cái bản chất của khổ đau và xếp loại tất cả những các loại khổ đau nó đến từ đâu, thì lúc đó chúng ta mới có thể tìm con đường để diệt trừ khổ đau. Và như vậy Đức Phật đã giảng cho chúng ta bài giảng về
có những loại khổ đau nào? Đức Thích Ca Mâu Ni đã có cái bài thuyết giảng chúng ta và nói rằng tất cả những khổ đau của chúng ta nó nhiều vô cùng, nhưng mà nói tập trung nó chỉ tóm gọn trong ba loại. Thứ nhất, khổ có nghĩa là những cái khổ đau đến từ những cái khổ đau chính thức ở trong con người chúng ta, cho dù là vật chất hay tinh thần. Cái thứ hai nó gọi là ngoại khổ là tất cả những khổ đau nó đến do cái sự thay đổi, do cái vô thường và nó làm chúng ta khổ đau. Và thứ ba nó gọi là hành khổ, thì cái này nó rất là khó hiểu hơn, và nói chung là nó là cái khổ đau nó đến xuyên thấu thời gian và không gian. 동해 방법이 동해 동해의 동해에 세 동해 방법이 하는 많아서 참여하고 뻥도 있게 그래서 많아서 마세 심지 무슨 누적에 이 대비 얼마 이때 동해 동해 최고 그래서 so these three categories of sufferings are included in the first suffering, which is the truth of suffering. So the first 사정은 사정 말해 동해 So the first suffering, the first category of suffering, which is the suffering of suffering, is experienced by all of us. Even the animal experience or understand or feel that. Và như vậy, Đức Phật Thích Ca đã nói rằng tất cả ba cái loại khổ đau mà chúng ta tóm gọn lại để diễn tả tất cả những khổ đau mà chúng ta phải chịu, thì ba cái khổ đau đó nó đều nằm ở trong cái đế thứ nhất của tứ diệu đế. Cái đế thứ nhất của tứ diệu đế nói rằng cuộc đời cõi luân hồi này là về khổ, tất cả những khổ đau nó nằm trong ba cái loại mà chúng ta xếp hạng đó. Thì chúng ta có cái loại thứ nhất của khổ đau, nó gọi là khổ. Thì khổ là một cái mà tất cả chúng ta đều có phải trải qua và kinh nghiệm trong cái đời sống của chúng ta. Khổ đau đến từ thân thể, đến từ những cái tâm thức của chúng ta, ngay cả những cái loài chúng sinh vô tình, những loài chúng sinh hữu tình khác, giống như là gọi là côn trùng, nó cũng phải chịu cái khổ đó, giống hệt như nhau. Các bạn à, học được câu này là sao? Nghe nói rằng này là sao? Thảo về đồng à, chơi về đồng à, cái thằng mà nó, giống như cái đồng nghĩa đấy. So suffering of suffering. Includes all the unpleasant experiences that we face in our day-to-day life, like you know, having headache, stomach ache, or feeling of coldness and hotness. These are all included in the suffering of suffering. Và như vậy khi nói về khổ. Đó là nói về tất cả những cái tình trạng khổ đau nó đến từ sự chịu đựng khổ đau của con người chúng ta, mà chúng ta phải đối diện với nó thường ngày, mỗi ngày chúng ta phải đối diện. Bây giờ đến ví dụ như là ngày hôm nào đó chúng ta bị nhức đầu, đau đầu, chúng ta bị đau dạ dày, đau bụng, hoặc là chúng ta phải chịu đựng tất cả những cái thời tiết lạnh và nóng rất là khổ sở. Tất cả những khổ đau đó nó đều tóm gọn vào trong cái nó gọi là khổ, có nghĩa là cái khổ nó đến từ những cái khổ mà chúng ta phải chịu đựng. Và thế mà từ nay vào từ nay biết biết từ nay mà từ sinh ra mà từ con đường loài vật đều được mà mà. So these suffering are all that we experience in our day-to-day life, and we have the wish to free from these kind of suffering. These kind of suffering are all that we are familiar with. Và như vậy, cái loại đầu tiên mà gọi là khổ đó, nó là những cái khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng, mỗi một ngày chúng ta đi qua đều phải chịu đựng nó. Và chúng ta, khi mà khổ đau như vậy, chúng ta đều giống nhau, là chúng ta khởi lên một ý nguyện là chúng ta nguyện làm sao chúng ta phải thoát khỏi cái khổ đau mỗi một ngày chúng ta phải chịu đó. Anh Hoàng Dũng, khổ khổ sở đeo thì khổ khổ sở đúng ngay nhiên mà thì dứt được đúng ngay sẽ cho mà. Thì mà chứ, hẳn là đúng ngay nhiên bởi này, đúng ngay mà hóa sinh về chứ. Để vậy, thì mới thiên sinh. À, để lại khổ 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 khổ. So, the most, the most, you know, go for that. So the most attachment that we get attached to is
the second category, which is the suffering of change. Tuy nhiên, qua cái phần thứ hai của bài giảng nói về khổ đau là cái gì, thì chúng ta có xếp loại cái phần thứ hai nó gọi là hoại khổ. Thì các hại khổ này là cái khổ mà chúng ta bị kẹt, chúng ta bị dính mắc nhiều nhất ở trong đời sống của chúng ta, và đại sư sẽ giảng chúng ta thế nào là hoại khổ. So suffering of change includes all the pleasant experiences that we have in our day-to-day life or in this samsaric existence. Và như vậy, hoại khổ đó là những khổ đau nó đến từ cái sự thay đổi và trong cái đời sống của chúng ta. Tất cả những cái khoái lạc của chúng ta, tất cả những cái điểm mà chúng ta cảm thấy là sung sướng, sau một cái thời gian nó sẽ chuyển hóa thành khổ đau. If we take example in our worldly life, then once a person sees a beautiful car or whatever, and then he tried tempted to buy this one, and once he bought that, then first of all he feel it gives him or her a very extreme happiness, and then once day by day this very car or whatever will give him suffering, like, you know, it may need more gases or it may get damaged very soon. So, and this kind of feeling of happiness turns later on into suffering. So these are the suffering of change. Và như vậy, để cho chúng ta hiểu rõ thế nào là hoại khổ, tức là cái khổ đau nó đến từ sự vô thường, thì chúng ta được đại sư cho cái thí dụ là trong cái đời sống của cái thế gian này, bây giờ lấy thí dụ là chúng ta thấy có một cái xe rất là đẹp, và cái ngày đầu tiên chúng ta thấy nó, chúng ta mong muốn và chúng ta tìm đủ mọi cách để mà chúng ta mua được cái xe đó. Mua rồi thì những cái ngày đầu tiên, những ngày tháng đầu tiên chúng ta có cái xe đó, chúng ta cảm thấy rất là vui mừng, chúng ta cảm thấy rất là thích thú, sung sướng cái niềm khoái lạc của chúng ta lái được cái xe đó. Nhưng mà sau đó rồi thì thời gian đi ngang qua và năm này qua năm qua, cái xe nó bắt đầu trở thành cũ đi, và cái xe đó nó bắt đầu có những vấn đề, nó có nó phải dùng rất nhiều xăng nhớt và nó làm chúng ta khổ sở, và cái sự khổ sở đó với cái thời gian nó thay đổi cái xe đó, và tất cả những cái khoái lạc của chúng ta đầu tiên có với cái xe đó bây giờ nó trở thành là một cái gánh nặng, nó trở thành một cái sự khổ đau, chúng ta phải có cái xe đó. So if we take another example of the suffering of change, so if we in a very hot weather, we get thirst very soon. So and then we buy Coca-Cola. When we drink this first time, it may quench our thirst, and then later on, we feel kind of feeling that we don't want this anymore now. When we drink half the cane, then we feel that it give rise to some kind of satisfied, and then we this satisfaction gradually change into dissatisfaction.
I mean, gradually, we don't want to bring this anymore. So these kind of things are suffering of change. Một cái chủ trương thứ hai đại sư ban cho chúng ta để hiểu được thế nào là hoại khổ thì ví dụ đó là trong đời sống thường ngày, đôi khi vào mùa hè chúng ta cảm thấy cái thời tiết nó rất là nóng nực, và lúc đó chúng ta cảm thấy cái sự khát ở trong con người chúng ta, và chúng ta đi tìm một cái ly nước Coca-Cola, ly nước Coke để chúng ta uống. Và khi chúng ta uống cái ly nước đó trong lúc chúng ta cảm thấy khát thì chúng ta cảm thấy sung sướng, bởi vì là nó cắt cái sự khát nước của chúng ta đi. Nhưng mà sau đó thì chúng ta cứ phải uống cái nước đó hoài, và chúng ta sẽ khởi lên một cái tâm chán ngán cái nước đó. Chúng ta không còn thích thú, không còn muốn uống cái nước đó. Do đó tất cả những cái sự, cái niềm khoái lạc khi chúng ta uống cái nước đó vào lúc đầu tiên, nó trở thành bây giờ thì chúng ta phải uống hoài, chúng ta sẽ cảm thấy chán ngán, chúng ta không còn uống nữa và phải uống nữa, thì đó là cái sự khổ đau. So in the same case, for example, if you take another example, we all like to buy clothes. So when we first get the clothes, a new clothes, we wear this for a couple of days, and then this clothes will be thrown somewhere else. We don't wear this anymore. So these are also included in the suffering of change. Một cái ví dụ chúng ta có thể thấy rất thông thường trong đời sống thường ngày của chúng ta, đó là chúng ta đều cần quần áo. Và khi chúng ta mua một bộ quần áo mới thì chúng ta mặc và chúng ta cảm thấy rất là sung sướng khi ở trong bộ quần áo đó. Nhưng mà với thời gian, tất cả mọi sự để thay đổi bộ quần áo đó đối với chúng ta phải mặc, chúng ta không còn thích thú, không cảm giác khoái lạc khi mà chúng ta cầm cái bộ quần áo đó mặc vào người nữa. Đó là cái sự diễn tả của tất cả những khổ đau nó đến từ sự vô thường, nó chuyển hóa tất cả cái niềm khoái lạc của chúng ta trở thành tạm bợ ở trong cái thế gian này, nó trở thành khổ đau sau đó. Days na go du na a koe ge nan ge ne chuan de wa kai yo a de cha ma ma ge du ma yes. So in brief, whatever pleasurable experiences that we have, we encounter with in this samsaric existence, are all included in the suffering of change. Và như vậy nó tóm lại là bất kỳ một cái niềm khoái lạc nào, cái khoái lạc tạm bợ mà chúng ta gặp được ở trên cái cõi luân hồi, cõi thế gian này, tất cả những cái đó nó sẽ chuyển hóa theo thời gian trở thành cái sự khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng. So we couldn't recognize these kind of experiences as a suffering. So therefore we get attached to these kind of temporary unpleasant experiences. So therefore we wonder or we take birth in this samsaric existence. Và bởi vì chính do chúng ta si mê vô minh, chúng ta không có nhận thức ra được tất cả những cái kinh nghiệm về khoái lạc tạm bợ ở trong cái thế gian này, nó đều là thực chất của khổ đau. Và vì chúng ta không nhận biết được, chúng ta cứ tiếp tục dính mắc vào trong những cái kinh nghiệm khoái lạc của cái thế gian này, tất cả những cái điều mà chúng ta ưa thích tạm bợ ở trong cái thế gian này. Và chính đó là lý do tại sao mà chúng ta cứ tái sinh luân hồi và trong cái cõi luân hồi sinh tử này mãi mãi không bao giờ thoát ra được. So therefore, Buddha Shakyamuni, when he first gave the first Four Noble Truths, he at the beginning, Buddha Shakyamuni advised us to recognize the suffering as a suffering,
So we don't understand suffering as a suffering. So therefore, we again and again take birth in this samsaric existence. Và như vậy, Đức Thích Ca Mâu Ni trong cái lần chuyển pháp luân đầu tiên đó đã thuyết giảng về tứ diệu đế, và ngay từ đầu tiên Ngài đã khuyến cáo chúng ta phải nhận diện được cái khổ đau đó, nó là khổ đau. Bởi vì là nếu chúng ta không có nhận diện được cái khổ đau đó là khổ đau, có nghĩa là tất cả những cái gì tạm bợ trên cái thế gian này nó đều là khổ đau cả. Đó là nguồn gốc, tất cả đều là nguồn gốc của khổ đau, và nó chuyển hóa thành khổ đau, và chúng ta phải nhận diện cái khổ đau đó là thực sự nó là khổ đau. Lúc đó khi chúng ta nhận diện được nó thì chúng ta mới thoát ra được, mà không chúng ta cứ tiếp tục đi mãi và trong cái sự tái sinh, trong cái sự luân hồi sinh tử, và chúng ta vẫn tiếp tục dính mắc vào trong tất cả những cái thế gian đó, và chúng ta tiếp tục tái sinh và khổ đau. So the third category of the suffering is the all pervasive suffering. So this works as a basis of first two suffering, or the all the suffering that we experience. Và như vậy, cái loại khổ thứ ba mà Đức Phật Thích Ca thuyết giảng chúng ta trong cái đế thứ nhất là khổ đế, tất cả đều là có thời gian đều là khổ, là nó gọi là cái khổ thứ ba, nó gọi là hành khổ. Hành khổ là một cái nỗi khổ nó lấy nền tảng trên khắp tất cả mọi nơi, mọi thời và mọi nơi, và từ cái hành khổ đó, đó là cái nền tảng để khởi ra hai cái loại khổ đầu tiên, đó là khổ khổ và hoại khổ. And therefore we must, this is a very important that we should know this. Và như vậy, vì nó là một cái hành khổ, là một cái điểm rất là quan trọng, bởi vì nó là nguồn gốc của hai cái loại khổ kia, do đó chúng ta cần phải tìm hiểu cho rõ ràng và thấu hiểu được cái ý nghĩa của cái hành khổ này. So this is the, you know, this is the aggregate that we have, which give rise by the karma and the afflictive emotions. Và như vậy, hành khổ nó là cái nỗi khổ mà chúng ta phải chịu đựng, và cái nỗi khổ đó nó có mặt trên khắp mọi thời gian và không gian. Tại sao? Là bởi vì là nó lấy nền tảng từ ngũ uẩn. Chúng ta sinh ra để cấu tạo từ ngũ uẩn. Tất cả ngũ uẩn này nó đều phải kinh nghiệm tất cả những khổ đau trong mọi thời gian. Chúng ta tái sinh từ vô thủy kiếp đời đến bây giờ, và tương lai chúng ta vẫn tái sinh, vẫn thọ cái ngũ uẩn đó, và cái ngũ uẩn đó nó khởi lên tất cả những cái nghiệp, mà nó tích lũy tất cả cái nghiệp. Những cái nghiệp đó nó làm cho chúng ta phải đi tái sinh và chịu khổ đau đó. Thật thì đúng nghe nhóm nghe nhóm số tiền không có được tiền nào. So whatever suffering we experience, or whatever all the suffering that we experience, are the causes of all the suffering that we experience is given rise by this very our physical form and the aggregates. Và như vậy, bất cứ những bất kỳ cái loại khổ đau nào mà chúng ta phải chịu đựng, và có thể nói là tất cả mọi loại khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng, nó đều có cái nguyên nhân, nó lấy từ cái sự khởi ra của cái thân, cái sắc thân, cái thân vật lý của chúng ta. Cái thân này nó bao gồm ngũ uẩn, và cái ngũ uẩn đó nó chịu đựng tất cả, nó nhận biết, nó chịu đựng, trải qua tất cả những kinh nghiệm khổ đau trong cõi luân hồi. Tên là nó có số bốn là nhân bùn chỉ thế nào, nhân bùn chỉ là tên này, nó số mà bùn chỉ để đâu hóa, để đâu quốc gia thế số mà, họ thấy để đâu hóa số này thì nó số mà. So for example, if we have boil, it's called boil, right? You boil. Okay, if we have some infection on our hand, then if we touch it,
then we feel pain. This we all know. Và đại sư cho chúng ta ví dụ như là chúng ta bị thương ở trong cánh tay, hoặc là chúng ta bị nhiễm độc, nhiễm trùng ở trong cánh tay và nó sưng lên, thì chúng ta ra vào trong cái vết thương đó thì chúng ta cảm nhận rõ ràng cái sự đau đớn. So if we don't have this infection or sore, then we don't have to feel the suffering that given rise by this all infection. So if we have this infection, then automatically we feel pain and we feel by touching it. Và như vậy cái điều hiển nhiên là nếu chúng ta không có bị nhiễm trùng, nhiễm độc, chúng ta không có bị cảm thấy đau đớn từ cái vết thương nhiễm trùng đó hay là từ cái vết sưng đó, thì chúng ta không có cảm nhận được nó. Và có cái vết thương, có cái nhiễm trùng thì đương nhiên là chúng ta cảm thấy, thì chúng ta phải chịu đựng cái khổ đau. So the physical the aggregate that has been given rise by all the affective emotions and the karma is like the infection that we have in on our hand. So if this aggregate or this form, physical form, engaged in unhealthy activities and healthy activities, then it gives rise or it accumulates some kind of bad karma. Và như vậy, như đã nói, cái thân của chúng ta được cấu tạo bằng ngũ uẩn, thì từ cái ngũ uẩn đó nó khởi lên tất cả những phiền não, và từ những cái phiền não đó nó thúc đẩy chúng ta làm những cái hành động, và những cái hành động đó là những cái nghiệp nó tích lũy chồng chất thêm trở vào trong cái ngũ uẩn của chúng ta và cái thân của chúng ta. Do đó, cái ngũ uẩn đó là cái nền tảng, mà cái nền tảng đó nó tạo cấu tạo nên cái thân vật lý của chúng ta, và cái thân vật lý của chúng ta nó chịu tất cả những phiền não và nó đi tạo những cái nghiệp ác nghiệp hay là thiện nghiệp, rồi tất cả những tích lũy đó nó trở lại và chúng ta cứ liên tục phải chịu đựng khổ đau. So this physical form, this very physical form, experience all the suffering that has been given rise by the afflictive emotions and the bad karma that we have bad. That has been given rise by the bad karma that we have accumulated due to the afflictive emotions that we had from the time beginningless. Và như vậy, cái thân thể vật lý này của chúng ta nó bao gồm cái ngũ uẩn đó, nó phải chịu được tất cả mọi loại khổ đau nó đến, và cái sự khổ đau mà chúng ta chịu được đó nó đến từ những cái tâm phiền não của chúng ta, và cái tâm phiền não của chúng ta nó lại sử dụng cái thân này, là cái ngũ uẩn này, để nó tạo những cái ác nghiệp. Và khi tích lũy tất cả những ác nghiệp đó, chúng ta đừng quên rằng chúng ta đã tái sinh từ vô thủy kiếp đời, từ vô lượng kiếp đời cho đến bây giờ. Do đó cái sự tích lũy đó nó rất là nhiều, và chúng ta cứ như vậy mà chúng ta tích lũy tất cả những ác nghiệp và chúng ta khổ đau liên tục. In the same case, whatever unpleasant or suffering that we experience in future will be given rise by this own this very physical form. Và như vậy, cũng trong cái trường hợp này, chúng ta có thể giải thích rằng tất cả những cái
khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng ở trong những kiếp đời vị lai, có nghĩa là những kiếp đời tương lai của chúng ta. Trong tương lai của chúng ta, chúng ta thọ tất cả những thân đó, là có cái ngũ uẩn đó, nó tiếp tục, nó khởi lên tất cả những cái phiền não, và nó khởi lên tất cả những cái phiền não và những cái ác nghiệp nó tích lũy, hay là những cái nghiệp nó tích lũy, và chúng ta cứ tiếp tục đi chịu đựng khổ đau suốt cái thời gian từ vô thỉ đến không biết kiếp nào mà chúng ta có thể thoát được nó. So sometimes sometimes when we experience extreme suffering, then we tempted to be committing suicide sometimes. This is this kind of committing suicide is useless, because the causes that give rise to all the suffering is still there within us. So if we commit suicide, then we again have to experience the suffering in our future lives. Phần như vậy, đôi khi có những trường hợp mà có những người mà phải chịu đựng khổ đau nhiều quá mà tuyệt vọng, họ cảm thấy quá khổ đau và họ có cái tư tưởng hay là có cái sự nghĩa là tìm cách hủy hoại cái đời sống của mình, tự tử, lấy đi cái mạng sống của mình để mà hy vọng là chấm dứt được khổ đau. Nhưng mà cái đó chỉ là cái tâm vô minh của họ, họ si mê, họ không hiểu điều rằng là tất cả những khổ đau đó nó không phải nó đến từ cái đời hiện tại này không, mà nó không phải đến từ cái thân này, cái thân mà chúng ta đang chịu này không, mà nó đến từ những nguyên nhân mà chúng ta tích lũy tất cả những ác nghiệp từ bao nhiêu đời rồi. Cho dù chúng ta có tự tử, mất cái mạng này đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ phải đi tái sinh trong một cái thân kiếp mới, và tất cả cái nghiệp đó nó vẫn còn tích lũy ở trong đó, những cái nhân khổ đau nó vẫn tích lũy trong đó, và chúng ta tái sinh thân mới, chúng ta cũng phải chịu đựng những quả khổ đau đó mà thôi. Do đó, vì cái sự vô minh mà chúng ta nghĩ rằng tự tử thì chúng ta có thể thoát được cái khổ đau, đó là cái sự nhầm lẫn to lớn, và tất cả những kiếp đời sau đó, sau khi tự tử, tiếp tục tái sinh, tiếp tục lấy một cái dạng sống nào đó và tiếp tục chịu được cái nhân cái bài khổ đau. Thì đây là ta thành ra mình đi nhà lên thung bộ, cha bố tôi chỉ đi nhà thì mẹ mà khai được sáu sinh đi đưa được ta sẽ chụp được, đi khai được thì chúng ta sẽ đưa được ta sẽ chơi được cái mà này, sang địa chung mình đi đem mà nhị ba, quân chúng đem mà sẽ sống chơi, thì đưa được quân chúng đem mà thì anh lại là nhà mình lại là sống chơi. So therefore we need to examine, or we need to check or test what is the causes of that, causes that bring us all this kind of suffering. So therefore Buddha Shakyamuni has taught the second truth, which is the truth of this origin of the suffering. Và như vậy, chính vì chúng ta cần phải có một cái trí tuệ thông minh để chúng ta xem xét, chúng ta kiểm định lại, chúng ta thử nghiệm lại tất cả những nguyên nhân khổ đau đó là những cái gì mà nó đã mang lại cho chúng ta tất cả những cái khổ đau đó, để mà chúng ta có thể hiểu được nó và tiêu trừ được nó. Do đó, Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng cho chúng ta cái đế thứ hai ở trong tư diệu đế, đó là tập đế, có nghĩa là chúng ta phải thấu hiểu được cái nguyên nhân gì nó gây ra chúng ta khổ đau. So the suffering, if we are being asked what is this suffering, then what is the causes of all the suffering, then we would know that the suffering is the causes of suffering, or the truth of the origin of the suffering. So these suffering are causes by the afflictive emotions, and
So if we are being asked, what is this second truth, which is the truth of the origin of suffering, then we will understand that we will know that the origin of the suffering is the afflictive emotions and the karma. Và như vậy, nếu chúng ta hay là nếu có một người nào đó đặt câu hỏi là khổ đau đó là cái gì và nó đến từ đâu, thì chúng ta trả lại cái câu hỏi là cái gốc rễ hay là cái nguyên nhân của khổ đau đó là cái gì, và chúng ta khi biết được cái nguyên nhân của khổ đau đó thì chúng ta hiểu được cái đế thứ hai của Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng chúng ta, đó là tập đế, tức là nguyên nhân của khổ đau. Và Đức Phật Thích Ca cũng có nói rất rõ trong cái bài giảng đó là nguyên nhân của tất cả những khổ đau mà chúng ta phải chịu được nó đến từ tâm phiền não, và đó là cái ý chính tóm gọn ở trong cái đế thứ hai, tức là tập đế, tức là nguyên nhân của khổ đau. Chúng ta hiểu được cái nguyên nhân, cái nguồn gốc của khổ đau đó, nó chính là cái sự phiền não, cái tâm phiền não do tam độc tham sân và si và tích lũy tất cả những ác nghiệp mà chúng ta phải trả cái quả khổ đau như ngày hôm nay. Na dune ni nante desu. Le ne yomon desu. So in brief, this suffering we experience is given rise by the bad karma, and this very bad karma is given rise by the afflictive emotions. Và như vậy, nó tóm lại, Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng cho chúng ta là tất cả những khổ đau nó đến từ, nó khởi lên từ những cái ác nghiệp của chúng ta tích lũy từ biết bao nhiêu kiếp đời mà chúng ta phải chịu được. Chịu được cái quả khổ đau nó trở lại nhân quả của chúng ta. Và chính tất cả những cái ác nghiệp này nó lại khởi lên, hay là nó xảy ra, tức là nó tích lũy các ác nghiệp này do tất cả cái tâm phiền não nó thúc đẩy chúng ta làm nó, làm những cái ác nghiệp đó. So, and the afflictive emotions are of many kinds, and the most heinous or most dangerous are of three poisons. We used to call it three poisons, which are the attachment, anger, and the ignorance. Và như vậy, tất cả cái tâm phiền não mà chúng ta khởi lên trong tâm chúng ta thì nó có nhiều loại, nhưng mà tóm gọn lại ba cái loại tâm phiền não nguy hiểm nhất trong cái đời sống của chúng ta, đó là ba cái độc, tức là tam độc, nó gồm có tham lam, sân hận và si mê vô minh. So therefore, the root causes of the attachment and the anger is the ignorance. Và trong ba cái độc đó, tức là tam độc tham sân và si đó, thì chúng ta phải nhận diện là từ cái sự vô minh si mê, từ cái sự ngu si không biết được cái thực chất của cái thế gian này là cái gì, nó thúc đẩy cho chúng ta đi lâm vào trong hai cái độc đầu tiên là tham lam và sân hận. So if we eliminate the ignorant, then we would not would not have the anger and the attachments. So and once the anger and attachment are eliminated, then there is no any chances that we create bad karma. Once the bad karma is not accumulated, then we don't have to suffer in this suffer anymore. Và như vậy, nếu chúng ta nhận diện được cái gốc rễ của hai cái độc đầu tiên, đó là tâm tham lam và tâm sân hận, nó khởi ra từ cái sự si mê vô minh, cái tâm si mê vô minh của mình, và chúng ta tìm một con đường tu tập để tiêu trừ tất cả cái sự si mê vô minh đó, phát triển được trí tuệ của đạo Phật,
thì chúng ta sẽ không khởi lên cái tâm sân hận và tham ái. Và khi mà không khởi lên cái tâm sân hận và tham ái đó, chúng ta không bị thúc đẩy để mà làm những cái ác nghiệp, không tạo tích lũy được cái ác nghiệp đó nữa, thì chúng ta sẽ từ từ thoát ra khỏi khổ đau và chấm dứt khổ đau. So once the you know the state of being you know suffering being cessate is called the truth suffering. Truth you know the truth for the third one, which is the truth of cessation. Và như vậy khi mà một khi mà cái trạng thái tâm thức của chúng ta nó đạt được đến cái tình trạng mà chúng ta khởi lên trí tuệ, tiêu trừ tất cả những si mê vô minh, không làm tất cả những ác nghiệp gây ra bởi tham lam và sân hận, thì chúng ta đã đến một tình trạng chúng ta chấm dứt tất cả những ác nghiệp đó và chúng ta chấm dứt mọi khổ đau. Do đó chúng ta đi vào cái đế thứ ba của trong tứ diệt đế của Đức Phật đã giảng, chúng ta sẽ đạt được cái đế thứ ba là diệt đế. Diệt tức là tiêu diệt tất cả mọi khổ đau, giải thoát ra khỏi khổ đau. So therefore Buddha Shakyamuni, when giving the when collaborating the truth of cessation, Buddha Shakyamuni advised all of us to the nirvana to be attained, and to cessate the suffering, we need to attain nirvana. Và như vậy, Đức Phật Thích Ca cũng có nói rằng trên con đường thực hiện được cái đế thứ ba gọi là diệt đế, tức là tiêu diệt, tiêu trừ tất cả những khổ đau, thoát khổ, thì Ngài cũng giảng chúng ta là cái con đường thoát khổ đó nó dẫn đến một cái đạo quả gọi là đạt được cái quả Niết Bàn. Niết Bàn là cái trạng thái mà chúng ta tiêu trừ tất cả tam độc, tham sân si, tất cả những phiền não, và chúng ta như vậy thoát ra khỏi khổ đau và ở trong tình trạng tịch tĩnh, không khởi ra tất cả những cái ác nghiệp, tất cả những cái nghiệp. Và chúng ta còn có một danh từ nữa là những cái vị đó là vị A La Hán, hay là gọi là sát tạc. Sát tức là giết, tạc tức là cái lưỡi ăn cắp, thì cái sát tạc đó, cái ăn cắp đó là cái tâm phiền não, và đã tiêu trừ tất cả những cái tâm phiền não đó, đạt được cái tình trạng an vui tịch tĩnh ở trong con niết bàn. So to practice the truth of cessation, or to practice that is very appreciable and is very good So the method that we adopt to cessate all suffering, we often do make offerings and then do the prostration. These are also appreciable. These are also very good. Và như vậy, cái cách hành trì để đi cái con đường thực hiện thành tựu được cái đế thứ ba đó là diệt đế, thì khi chúng ta khởi lên mà chúng ta muốn thực hiện được cái diệt đế này, thì đó là điều rất là tốt, và chúng ta đi tìm những phương pháp để chúng ta chấm dứt cái sự khổ đau đó. Thì có những cái cách mà chúng ta thường làm, ví dụ chúng ta cúng dường lên Chư Tam Bảo và chúng ta lễ lại Chư Tam Bảo, những cách đó thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không phải là cái cách mà tốt nhất để có thể hành trì thành tựu con đường diệt đế. So
So to cessate the or to attain the third truth, which is the truth of cessation, we need to generate wisdom. Wisdom, which is the fourth noble truth, truth of Isipa. So if we go on with the truth of Isipa on the path or the practice, then this would ultimately help us to attain the third truth, which is the truth of cessation. Và như vậy, con đường hành trì để mà có thể đạt được cái diệt đế, thoát khổ, chấm dứt mọi khổ đau, thì cái con đường hành trì đó là cái con đường mà chúng ta phải tìm cách phát triển được trí tuệ của chư Phật. Nó không phải là trí tuệ của thế gian mà làm ăn khôn ngoan, buôn bán vân vân, những cái đó nó chỉ tăng trưởng thêm tham sân si mà thôi. Mình phải phát triển trí tuệ của chư Phật, là một trí tuệ rất là đặc biệt. Và khi mình muốn đi trên con đường phát triển trí tuệ đó, là chúng ta bước vào trong cái đế thứ tư. Và cái đế thứ tư của tứ diệu đế đó là đạo đế. Đó là cái con đường đạo mà chúng ta phải hành trì để chúng ta có thể thoát khổ. Cái con đường này nó đưa cho chúng ta đến cái sự hành trì. Và cái sự hành trì đó trên con đường đạo đó nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được cái đế thứ ba, đó là diệt đế, tức là thoát ra khỏi khổ. Amare hasa lamde seti ane suyuki mbeke nyambo chigorsu na ane mare ignore me kante dere ignore me hasa kante dere adi le ya ane sharap di kwa sharap na ane pawe juki sharap na ane lamde esi na so in brief the truth of his path is the antidote or the opposite to the ignorant. So with the truth of its part is to generate wisdom within us. So this wisdom of Aryas, so this wisdom is the wisdom of Arya. If one the wisdom of Arya is attained, then we attain the và như vậy nói tóm lại là cái con đường mà thực hiện cái đạo đế đó, nó là cái thuốc chữa trị để mà tiêu trừ tất cả cái tâm vô minh si mê. Và một khi chúng ta phát được trí tuệ của chư Phật ở trong con người chúng ta, thì chúng ta đạt được cái sự diệt tất cả những khổ đó và thoát ra khỏi khổ đau. Thế là đa mẹ tội, đa mẹ hồn nghề, cái gì cũng chưa xin hết. Vì anh ấy, đa mẹ hồn tổ kinh xe là gì, anh nói là mình nhận được chế này, mà anh bảo bảo, anh ấy nghe bảo, anh ấy nhìn được nghe bảo, anh ấy bảo hình được chế. So, truth of this part, are talking to me, are you to me? Okay. So the most important is the So the most important thing is the wisdom realizing the selflessness. So which is very important to be generated or to be attained. So once if we attain the wisdom realizing the selflessness, then this would encounter with their ignorance, which will eliminate the ignorance. And once the ignorance is eliminated, then there is no any basis which give rise to their afflictive emotions. Once the afflictive emotions are eliminated or devoid,
then there's no any way that we create the bad karma. Once we don't create bad karma, then we don't have to suffer anymore in this samsara. And then we attain liberation. Và như vậy cái điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải tìm cách chứng ngộ hay là thật chứng được trí tuệ của chư Phật. Đức Phật Thích Ca cũng nói rõ là trí tuệ của chư Phật nó không phải là cái trí tuệ bình thường của thế gian, mà chúng ta phải chứng ngộ được cái trí tuệ nó gọi là vô ngã. Vô ngã để nhìn thấy thực chất của tất cả mọi thứ ở trong cái thế gian, từ cái thân mình đến cả mọi vật xung quanh, nó đều không có ý nghĩa gì hết, mà chúng ta có thể bám víu vào. Khi chúng ta đạt được đến cái trí tuệ của sự vô ngã này, thì chúng ta có thể tiêu trừ được cái tâm si mê vô minh. Tiêu trừ được cái tâm si mê vô minh đó có nghĩa là chúng ta sẽ không còn khởi lên tâm phiền não như đã nói là đạt được tình trạng tịnh tĩnh của Niết Bàn, không có còn khởi lên cái khổ đau phiền não. Không khởi lên được cái tâm phiền não nữa thì có nghĩa là chúng ta chấm dứt tất cả những cái sự thôi thúc của cái tâm phiền não đó, thôi thúc cho chúng ta làm những cái ác nghiệp. Khi đó không tạo nghiệp, chấm dứt phiền não, chúng ta đạt được cái tình trạng an vui tịch tĩnh ở trong tâm, thì chúng ta đạt được giải thoát giác ngộ. Chỉ cái thà ba, cái thà ba chén bộ, sáng giờ chỉ có mang được sáng, thốt xuống sáng giờ xuống á, nó được nghe cho mình thăng hoa rồi. Thì thà bây giờ nếu bạn nào chúng ta sống được rồi, chúng ta sống được rồi, sinh viên chúng ta được rồi, ta làm được cái gì thì chúng ta được. So such an animal's attainment. To attain Buddhahood, is devoid of all kind of suffering, and so to attain this, we have all the potential. We human, even not only human, even the insects have the potential. Even the animals, all the animals, sentient beings have the seed of Buddha nature within us. So what we have to do is, we need to go deeper into, we need to practice Dharma in our day-to-day life. Và như vậy để đạt đến Phật quả. Và đạt đến Phật quả có nghĩa là không còn và tiêu trừ tất cả mọi khổ đau, thì chúng ta cần phải đi trên con đường hành trì của tứ diệu đế đó. Và tất cả chúng ta làm chúng sinh hữu tình, chúng ta đều có cái tiềm năng để có thể thực hiện được cái con đường thoát khổ đó. Ngay cả những cái loài súc vật, ngay cả những loài côn trùng, tất cả đều có cái chủng tử của Phật tánh. Cái chủng tử Phật tánh đó nó tiềm tàng trong chúng ta, và do đó chúng ta phải làm sáng, phải làm sáng chói, phải làm hiện ra, khởi lên và nuôi dưỡng cái chủng tử Phật tánh đó bằng cách là chúng ta đi trên con đường hành trì của giáo lý Phật pháp hay là hành trì đạo pháp. Oh yeah. 아니 다 다른 얘기는 이게 주주 통동 진짜 싫어하시라 쉬겠습니다. 다 상관 뭐게 최고 보면 최고 최고 보면 최고 최고 양면 시다 시기 근데 노정 맞아 나는 양면 시다 시기 말했어. 그래서 카야 뭐 주주 먹는지 내가 또 어렸어. 이거 이냐 주주 라스는 보정 시기 보정 저거는 딱 양도라는 양면 시다 시기. So as we don't have much time. So in a bit brief, in a short time, I have this much to give teaching. So I request all the Dharma friends to go into practicing the Dharma, and I'm very much familiar with the kind of environment you have. You have been very busy all the time, I know that, but still, when you have time, please practice the Dharma as much as possible. To practice the Dharma, we need to study first, and then we need to practice. If we don't study the Dharma, then we cannot practice the Dharma.
Và như vậy, bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ để mà thuyết giảng cho nó kỹ hơn về cái đề tài rất là quan trọng này, thì đại sư chỉ có thể giảng cho chúng ta được đến như thế trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nhưng mà đại sư cũng có một cái lời thỉnh cầu đến tất cả chư đạo hữu là chư vị hãy cố gắng làm sao để mà có thể đi vào con đường hành trì của đạo pháp. Đạo sư có nói rằng đại sư không biết cái tình trạng của cái xã hội này và cái chung quanh mà chúng ta phải sống, và chúng ta cũng rất là bận rộn, có rất nhiều công việc, nhưng mà vì cái hành trì đạo pháp này là cái điều quan trọng, thành ra là đại sư khuyến tấn chúng ta là nên cố gắng đi con đường hành trì. Muốn đi một con đường hành trì thì cái chuyện đầu tiên hết thì chúng ta phải tìm học hiểu về giáo pháp của Đức Phật, và trên con đường của Tam Thượng Học là văn tư và tu, đi học tất cả giáo pháp rồi suy nghĩ và thấu hiểu, và từ đó hành trì, thì đó là cái con đường mà chúng ta nên cố gắng đi theo. Anh đã chẳng hạn đã xảy ra một chuyện à đó người ta bị mê đi anh bị sợ là trung bộ bảo nhà mẹ nào đấy chỉ ra những ao chơi đấy xe đã à chú đoạn nhớ xíu chỉ mấy anh ấy được một thuyền mà dùng xe để thoát nghèo xem chỉ chú tôi nhớ gì nữa. So Vietnamese Dharma friends are very good in practicing the Dharma and making offerings and doing prostrations, and all these are very appreciable. I deeply appreciate, and so we have very good connection, Dharma connection. So in future, I will try my best to give more Dharma service to all the Dharma friends. Và như vậy, cộng đồng Phật tử của người Việt chúng ta được biết đến là chúng ta là những cái đạo hữu mà hành trì rất là tốt trên con đường Phật pháp. Chúng ta hành trì rất nhiều những cái sự cúng dường cũng giống như là lễ lạy, và đại sư cảm thấy rất là quý báu đến cái tinh thần của cái sự hành trì Phật pháp của chúng ta. Và vì cái cơ duyên và vì tất cả những cái sự gọi là cảm ứng với nhau, những sự liên hệ với nhau rất là tốt thì con đường Phật pháp này, thì đại sư có nói rằng tương lai đại sư mong muốn là sẽ có cơ hội và quay trở lại và ban cho chúng ta nhiều hơn tất cả những cái điều mà chúng ta làm để phục sự cho cái hành trì của Phật pháp này. Anh đã thay nhau rồi để theo khăn rồi đấy, còn về master anh chưa được, anh master còn anh chưa kết cái gì chưa mà ông ấy chưa chịu những cái thuyền viên đồng của nó được. So this time when we came, when this time here, Master is not here. Master is not here in Nipson Temple. So Master has been very kind to us, and we have been very grateful to him. And we always, I always pray for Master to have a good life, healthy life, and I pray for Master to give you good guidance all through the days. Và như vậy, trong cái lần ghé Hoàng Pháp ở đây, đại sư nói rằng vị sư trụ trì ở đây cũng có mặt ở đây ở trong chùa Linh Sơn. Tuy nhiên, thầy đã rất là quý báu và cho đại sư có một cơ hội để mà thuyết pháp và gặp gỡ các Phật tử, thì đại sư cảm thấy rất là cảm kích. Và đại sư có nói rằng đại sư luôn luôn cầu nguyện và cầu nguyện cho vị trụ trì ở đây cũng như tất cả mọi chư vị cũng như cho chùa để có một cái đời sống tốt đẹp, có một đời sống hạnh phúc an vui, và được cái sự hướng dẫn trên con đường tu tập ở trong chùa dưới sự hướng dẫn của thầy trụ trì rất là tốt đẹp. Thank you.
So on behalf of the 300 monks in our monastery, Dzongkhachudyo Monastery, we would like to offer a small gift to Master. As Master is not here at present, we would like to offer this to the to his disciple, to one of his disciples. Như vậy vì thầy chủ trì không có mặt ở đây, thành ra là đại sư cũng thay mặt 300 vị tăng ở tại tu viện Dzongkhachudyo tại Ấn Độ để cảm ơn đến sự tiếp đãi nồng hậu của chùa Linh Sơn, và đại sư muốn có tặng món quà lưu niệm để cho thầy chủ trì ở đây. Và vì thầy chủ trì không có ở đây, thành ra là có thỉnh đại sư thỉnh một quý vị phụ tá lên để mà thay mặt thầy chủ trì nhận quà lưu niệm. Và đó là món quà lưu niệm, một tượng Phật bằng vàng, mạ vàng rất là đẹp, và cái khăn khăn kata của Tây Tạng tượng trưng cho cái sự gia trì và tất cả sự may mắn. So I request all the Dhamma friends to give a big applause. Xin tất cả quý vị tán thán bằng vỗ tay, tán thán đến thầy chủ trì.